Run. Chào tất cả anh em đến với kênh Benjamin. Thì như anh em cũng đã biết, hiện tại trong thời gian vừa qua thì Bobby hay là đội hình Kenny Land ở trên phiên bản đấu trường chân lý mobile cũng như bản PC ở phiên bản 10.9 hiện đang rất là tung hoành và bá đạo, và có khá nhiều anh em đang phàn nàn cũng như là chưa biết khắc chế cái đội hình như thế nào. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái giáo án mới, một đội hình mới để mà khắc chế cái đội hình Bobby 3 sao cũng như Kenny Land này. Ok, chúng ta bắt đầu xem đội hình này nó sẽ như thế nào nhé. Ok anh em, đây chính là cái đội hình mà mình muốn giới thiệu đến anh em. Đội hình này là với sự kết hợp của đấu sĩ, hư không, thời không, bí ẩn và cuối cùng là phù thủy. Thì nói về chống chịu thì đây là đội hình cũng chống chịu khá là tốt, có thể là rất tốt. Ở đây thì có 4 đấu sĩ, cũng đã thấy được cái độ trâu bò của nó. Bên cạnh đó thì đội hình này mình sẽ tập trung vào Sona và Vekos. Sona ở đây thì mình nghĩ anh em nên tập trung lên đồ cho nó với cái chiến ăn huệ cũng như là quyền trưởng. Đây là cái tấp đồ mà mình muốn bỏ cho Sona. Thì cái đội hình này sắp xếp như vậy là để cho Sona nó búp cho toàn thể cái đội hình này. Và bên cạnh đó thì đam chủ yếu trong cái đội hình này đến từ Vekos. Thì nếu anh em nào mà có nhiều đồ nữa thì có thể build thêm đồ phép cho Vekos. Còn mình nghĩ ở đây mana thì đã quá đủ rồi. Sona đứng đây nó búp cũng đã quá đủ cho Vekos mà Vekos sấy vào đội hình kia rồi. Thì ở đây nên mình chỉ lên cái mũ phù thủy với lại một cái áo choàng thủy ngân. Thì đây là cái tốc độ cơ bản thôi. Còn anh em nào có những cái cách build đồ hay hơn, sáng tạo hơn thì có thể lên. Như Vekos đây thì vẫn còn một cô đồ. Anh em muốn dạng như chơi khô máu thì có thể thêm một cái mũ phù thủy vào đây. Còn đối với đấu sĩ thì nếu anh em muốn build đồ thì mình nên build vào cho chó gắt hơn. Còn cái đội hình sau đây thì chủ yếu là chống chịu chứ cũng không cần phải thêm đồ nữa đâu. Nhiều anh em sẽ thắc mắc tại sao có Khajiit, thì ở đây Khajiit mình búp thêm cho cái có thêm một cái hệ để mà búp thêm cái hệ hư không cho chó gắt và Vekos. Thì Khajiit nó cũng một phần là nó sẽ bắt AD của bên tem, cũng là một con bài khá là chủ chốt trong cái đội hình này. Thì ok, anh em cứ thử xem cái đội hình này nó có thật sự là mạnh hay không. Thì cụ thể như thế nào thì anh em có sẽ xem cái video sau này sau và thấy được cái sức mạnh của đội hình này và giết Bobby 3 sao như thế nào nha. Ở giai đoạn đầu trận thì anh em lấy Khajiit đầu tiên và cố lấy những cái món đồ mà chúng ta cần thiết như là nước mắt đồ để mà chúng ta build lên cái cây quần trượng và cái những cái món đồ cho Sona trước nha anh em. Và tất nhiên là đội hình đấu sĩ nó sẽ là những đội hình dễ kiếm nhất trong thời gian ban đầu. Và anh em có thể tùy chọn những cái đội hình ban đầu mới vô làm sao chúng ta cố gắng giữ máu cũng như là giữ tiền cho cái khoảng thời gian đầu ổn, chứ đừng để mất máu nhiều quá. Vì mất nhiều quá thì về sau chúng ta không thể trụ nổi trong cái đội hình này. Ở đây mình sẽ tua nhanh một chút để anh em xem cho đỡ chán, xem cho nó nhanh hơn. Thì tiếp theo ở giai đoạn giữa trận, sau khi đã roll được một phần lớn trong cái đội hình này thì chúng ta có thể bỏ những quân cờ vào để cho tăng sức mạnh và cũng như là giữ máu cho cái đội hình này về sau. Cách sắp xếp của đội hình này thì anh em tùy biến chứ không cần phải theo một cách sắp xếp nhưng mà mình bỏ ở đây nha. Vì mỗi anh em, mỗi cái đối thủ chúng ta có một kiểu thì chúng ta phải linh hoạt sắp xếp theo cái đội hình để mình chống lại cái đội hình bên kia. Thì trong video này cũng có một cái đội hình Bobby 3 sao khá là mạnh, cho nên ở đây mình cũng anh em xem cách mà nó phá hủy cái đội hình bên kia như thế nào. Thì mình vẫn khuyến khích anh em là nên dồn nguồn đội hình lại một xíu để cho mà cái con Sona đứng nó búp cho nó toàn diện. Và nếu mà cái khúc roll mà chưa có tướng á thì anh em có thể bỏ Soraka vào để cho tăng cái độ trâu bò của cái đội hình này lên. Thì đội hình này nói chung là nó tăng cái độ trâu hơn, còn đam thì chủ yếu đến từ Vekos. Đó chính là vì sao chúng ta bỏ Vi và Vekos để mà nó còn cover. Còn mà chó gắt thì mình xếp lên đầu. Nếu anh em để ý thì có thể thấy là cái đội hình Bobby này gặp đội hình này thì tuổi không có cái tuổi nào mà trở lại nổi.
vì nó quá mạnh, nó phát đồ hình kia quá nhanh đi. Đó là chưa nói anh em nào mà có nhân phẩm tốt còn build được cả chó gát hay là những con khác lên 3 sao thì quá tốt. Còn không thì chúng ta cứ tập trung vào Sona với Vcot. Một con bút máu, một con gây đam là quá tốt rồi. Sắp xếp sao mà để mà cover Vcot và Sona ổn là cái game của chúng ta nó sẽ khá là ok. Bóp 1 là cái chuyện rất dễ dàng. Và anh em sẽ không phải sợ đồ hình Bobby hay thậm chí là những đồ hình khác. Điên đồ hình này thì mình thấy nó rất là đơn giản trong top 4 luôn. Nên nếu anh em nào cảm thấy ok thì cứ thử đồ hình này xem sao rồi để lại cho mình ý kiến nha. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Và anh em nào thấy video hay và hữu ích thì ủng hộ cho mình một like. Anh em nào quan tâm đến tốc chiến và đấu trường chân lý mobile có thể đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ tốc chiến và đấu trường chân lý mobile cũng như là trên bảng PC. Những đội hình hot nhất mình sẽ xây dựng và đem lên đây cho anh em. Cũng như là anh em nào mà quan tâm đến hai lựa game này, muốn giao lưu thì có thể tham gia vào group, link mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn và tạm biệt anh em.